Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Video này lại là một cái hướng dẫn trả lời câu hỏi của một bạn nhé. Đây là câu hỏi của bạn Nguyễn Nam. Anh ơi cho em hỏi, mình có một video 90 giây. Mình dùng chức năng nào để cắt nó thành 9 đoạn bằng nhau? Chỉ bằng một thao tác đơn giản hả anh? Cảm ơn anh. Câu trả lời là rất là đơn giản, là không có cái thao tác đấy. Tuy nhiên là cũng dễ thôi, nếu như bạn muốn cắt một cái video dài thành nhiều đoạn video ngắn ấy, bằng nhau thì mình sẽ chỉ các bạn nhé. Ví dụ ở đây là trong Filmora 11 của mình nhé, mình sẽ dùng cái video này chẳng hạn. Ví dụ đây là một cái video nó dài hơn 1 phút ấy, gần 2 phút, 1 phút 58 giây. Thì nếu như mà mình muốn cắt cái video này thành nhiều đoạn bằng nhau chẳng hạn. Ví dụ mỗi một đoạn là 10 đoạn 90 giây, là mỗi đoạn 9 giây. Thì trước tiên ấy, mình sẽ đi đến cái phần media nhé. Trong media này mình sẽ kiếm một cái sample color nhé. Kích vào sample media, sau chọn sample color. Bạn chọn cái nào được, mình chọn cái baby pink này hoặc là mình chọn cái green này nhé. Bạn sẽ kéo cái sample color này xuống. Coi như nó giống như là một cái kiểu cái căn ấy, cái thước căn của bạn ấy. Sau đó bạn gọi là chiều dài của cái ảnh, cái sample color ấy. Bạn kích chuột phải, bạn chọn duration. Sau bạn đặt vào đây là 9 giây. Ví dụ ở đây đang là 10 giây, mình sẽ đặt là 09 giây nhé. Cái khung thời gian này thì bạn nhớ là đây là giờ này, phút này, giây này và frame là khung hình. Sau bạn kích vào OK. Như vậy là cái này, mỗi một cái này nó sẽ là 9 giây. Thì bây giờ bạn cứ chỉ việc đặt cái này ở đây thôi. Sau đó bạn đặt cái playhead ở số 9 này, bạn cắt nó ra. Đó, như vậy là bạn được một cái video, một đoạn video 9 giây. Bạn lại kéo cái này ra đây. Đó, bạn lại chọn cái playhead ra đây. Hoặc là bạn có thể chọn ở đây, bạn nhấn vào cái sample color, bạn nhấn phím shift end để nó đi về cuối. Rồi bạn cắt. Đó, đấy là bạn cắt được. Thì bây giờ bạn được ra một cái đoạn như này rồi. Thì nếu như mà bạn muốn xuất cái đoạn này ra, xuất cái đoạn này ra máy tính chẳng hạn, để bạn muốn dùng, bạn up lên video hay làm gì ấy, thì ví dụ bạn mình sẽ xóa cái này đi. Sau đấy mình sẽ chọn vào cái này và mình sẽ nhấn phím X nhé. Nhấn phím X để chọn gọi là in point và out point cho nó. Ở đây nó có cái in point và out point này, tức là điểm vào và điểm ra này. Sau đấy bạn nhấn vào export này. Nhấn vào export, sau đó bạn chọn tiếp. Ví dụ đây là đoạn 1 chẳng hạn. Chọn MP4 nhé, đoạn 1 này, ấn vào setting. Và nhớ tăng cái bitrate nó lên khoảng 20.000 ấy, cho chất lượng nó video nó là tốt nhất. Không đổi, sau đó kích vào OK. Và bây giờ bạn nhấn export. Như vậy là bạn xuất được ra một đoạn, đúng không? Nếu bây giờ bạn muốn xuất ra 9 đoạn thì bạn làm tương tự thế thôi. Xuất ra 9 đoạn bằng nhau. OK, đơn giản thôi. Đấy là làm nào để cắt một cái video dài thành nhiều đoạn video ngắn trong Filmora. Và thực ra thì tất cả các phần mềm thì đều làm tương tự như thế, chứ bạn không có một cái kiểu ấn một cái là bạn cắt được hết cả. OK, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.